Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trên YouTube của Mộc Nam Huy. Và lúc này thì Mộc Nam Huy chúng tôi có chuẩn bị sẵn ra đây một bộ ghế Minh Quốc Đào, và là hàng Minh Quốc Đào chim cột 12, tay thì là tay nghê. Vâng, tổng quan 6 món: một ghế băng dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn hộp kéo và một đôn thấp. Thì xin được báo giá cụ thể cho quý vị. Đây là một bộ có giá hoàn thiện là 40 triệu. Và cái bộ ghế này thì Mộc Lam Huy chúng tôi đang chuẩn bị lên xe để đi giao cho khách luôn. Vâng, thì Mộc Lam Huy sẽ quay cho quý vị qua một số các cái chi tiết về cái bộ Minh Quốc Đào chim này. Vâng, thì đặc điểm thì đối với Minh Quốc Đào chim đó là dàn tó đào chim với chiều cao là 24 phân và đục tay hoàn toàn 100%. Thì như quý vị thấy, đường nét đục chạm đây rất là sắc và cái độ bông vân của cây thì rất là đẹp. Đó là tó đào chim. Và dàn cột thì thưa quý vị, đây là cột 12 và được áp dụng một cái kỹ thuật đỉnh cao của ngành mộc trong Minh Quốc Đào, đó là kỹ thuật tó móc bụng. Nó tạo ra một cái dáng ghế rất là khuỳnh, rất là đẹp. Và cái độ cong của cây, độ cong của cái tay này quý vị thấy này, đó, nó rất là đều, nó không có bị gãy. Cái kỹ thuật này thì một là đối với quý vị, đối với anh em thợ mộc thì sẽ dễ nhìn hơn, hoặc là đối với quý khách mà chúng ta sành về gỗ thì quý vị nhìn thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như mà quý vị không hiểu thì nói thì cũng rất là khó. Và dàn tựa thì là tựa cúc tùng trúc mai, đục xim xi và độ dày là 3 phân. Và dàn tay thì là tay nghê. Bộ ghế này thì rất là VIP quý vị nhé, tay là tay nghê. Và tay nghê ở đây, tay nghê liền, không có tình huống ghép vào đây quý vị nhé. Một cục gỗ nguyên khối đặc tịt. Và dàn mặt ván thì dày liền 2 phân, không hề chắp ghép. Khi mà cưa thì là cưa 2 phân rưỡi quý vị nhé. Còn khi mà bào đi các kiểu giờ còn lại 2 phân và dày liền hoàn toàn. Và đục dạo tay bèo hoa đá tây và lọng cong. Chân thì đầu lân, chân móng. Thì đây là bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12 gỗ gõ đỏ, có giá là 40 triệu tại Mộc Nam Huy. Giá này thì là giá tận xưởng sản xuất, quý vị lưu ý. Đối với hàng VIP của Minh Quốc Đào thì cũng có rất nhiều kiểu khác nhau. Nhưng ở đây thì Mộc Nam Huy chúng tôi phải nói rõ với quý vị, đây là Minh Quốc Đào chim và dàn tó đục tay thủ công 100%, rất là mắc. Nó khác hoàn toàn với hàng Minh Quốc Đào thông thường đục máy tỉa tay, và chiều cao của nó là lên tới 24 phân. Nó khác với thị trường là 22 hoặc là 20 phân quý vị nhé. Và dàn mặt ván thì hoàn toàn là dày liền, không hề là chắp ghép. Và đặc biệt đẹp nhất thì nó chính là cái dàn tó đào chim ở trên cái ghế băng này quý vị này. Đó, rất là tuyệt vời. Các cái đường nét chạm khắc thì nó là cực kỳ đẹp. Ở đây thì chỉ có những cái nghệ nhân cứng tay họ mới có thể đục được những cái đường nét nó như thế này quý vị nhé. Rất tuyệt vời. Thật sự phải nói thì đây là một cái mẫu Minh Quốc Đào mà khi mà bên Mộc Lam Huy chúng tôi phát triển thì chúng tôi cũng không ngờ là nó lại tuyệt vời đến như vậy, nó đẹp đến như vậy. Vâng, một lần nữa thì đây là cái clip Mộc Lam Huy quay sơ qua với quý vị về cái bộ Minh Quốc Đào chim cột 12 tay nghê. Để quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp với Mộc Lam Huy qua cái số điện thoại ở trên video nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian để theo dõi cái video này. Và hiện tại thì chúng tôi sẽ cho anh em chuyển hàng lên xe để đi giao cho khách luôn. Vâng, thì quý vị cũng muốn có nhu cầu sử dụng thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp. Đây chắc hẳn sẽ là một bộ ghế Minh Quốc Đào rất là đẹp, rất là VIP. Khả năng quý vị tìm kiếm ở trên thị trường là hoàn toàn không có. Vâng, Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip lần sau.